Với xe đào tạo Forex, xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi bản audio có tựa đề Học Forex cần bao nhiêu vốn. Đây là một vấn đề mà rất nhiều nhà đầu tư đã liên hệ với cả tôi khi mà để tìm hiểu về khóa học. Họ hỏi xem rằng học Forex thì chúng ta cần bao nhiêu vốn để mở tài khoản. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện khi các bạn học vào trong thị trường giao dịch Forex này mà các bạn phải cần bao nhiêu vốn. Thứ mà các bạn cần đó là chính là những giá trị mà cái người thầy người ta phải chứng minh cho các bạn là về kỹ năng giao dịch của bản thân họ ở trên thị trường. Và bản thân nhà đầu tư nên nhớ rằng phải có thời gian để các bạn theo dõi, thời gian để có bạn tập luyện, thời gian để cho các bạn hoàn thiện về những kỹ năng của các bạn ở trên thị trường. Khi các bạn không có thời gian để tập luyện, không có thời gian để đánh giá về các giá trị ở trên thị trường mà các bạn chỉ học của những kẻ chỉ chơi mồm, chơi mõm ở trên thị trường thì làm sao ra ngoài các bạn có thể vận dụng, áp dụng vào trong thị trường thực tế. Đó là điều mà nhà đầu tư cần lưu ý. Chỉ có bọn ở sàn nó mới nói với cả nhà đầu tư rằng học Forex phải mở tài khoản như thế này hay như thế kia. Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Chúng ta nên nhớ rằng mọi giá trị đều cần phải được người thầy, người ta minh chứng vào trong thực tế, người ta vận dụng, người ta chứng minh cho chúng ta. Còn mục đích của chúng ta đó là phải luyện tập, phải nhìn nhận, phải đánh giá được đúng ngay từ những bước ban đầu khi tham gia vào trong thị trường đầu tư Forex này. Tôi chia sẻ để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư nhìn nhận thấy rõ về những giá trị này. Và rất nhiều những giá trị tôi chia sẻ trên thị trường bằng chính những giao dịch live của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua, cộng đồng có thể tìm hiểu trên kênh của bản thân tôi ở trên thị trường. Và hôm nay tôi xin được chia sẻ để nhà đầu tư hiểu rõ. Bao nhiêu vốn để mở tài khoản giao dịch? Bất đấu chỉ với lối suy nghĩ và những ảo tưởng. Vớ vấn như vậy, học Forex cần BAO như vốn, học Forex làm gì có cái chuyện phải cần bao nhiêu vốn để mở tài khoản giao dịch? Bất đấu chỉ với lối suy nghĩ và những ảo tưởng. Vớ vấn như vậy đi. Vì đơn giản chỉ có bọn làm cho sàn Forex chúng mới có cái chuyện yêu cầu người tham gia vào khóa học Forex miễn phí của chúng phải mở tài khoản Forex tối thiểu bao nhiêu tiền dưới link cái IP của chúng mà thôi. Nên nhớ kỹ rằng, bản thân nhà đầu tư Forex tham gia học Forex ở đâu đi nữa, điều đầu tiên phải đến gặp trực tiếp người đứng ra chia sẻ Forex đó ở ngoài đời thực, và người đứng ra chia sẻ Forex đó họ phải chứng minh lịch sử giao dịch Forex của chính họ, xuyên suốt giao dịch Forex từ hàng loạt đến hàng chục loạt, từ 6 tháng đến trên 1 năm cho nhà đầu tư Forex đánh giá. Đó mới là giá trị thước đo để nhà đầu tư Forex biết được rằng người đứng ra chia sẻ Forex đó họ có năng lực hay không, rồi mới quyết định tham gia học Forex với họ, chứ không có cái kiểu trao đổi và nghe kể về khóa học Forex thế này hay thế kia bảo rằng phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để mở tài khoản giao dịch Forex ra. Nên nhớ kỹ một điều nữa rằng, cái chuyện học Forex làm gì có dễ và đơn giản, thế nên trong cả quá trình học Forex với bất cứ một ai, nhà đầu tư Forex tuyệt đối không được mở tài khoản Forex Liza để giao dịch Forex theo lệnh của thầy dạy Forex, mà cho đó là thực chiến Forex. Đó là sự lừa đảo Forex mà bọn thầy dạy Forex không có khả năng áp dụng thực tiễn chuyên đi thuốc nhà đầu tư Forex bằng chiêu mở tài khoản Forex đánh theo lệnh thầy. Còn trong cả quá trình học Forex, thầy toàn phân tích bóng, giao dịch Forex mồm để nhận định hay dùng chết định view gáy như đúng rồi. Và đem backtest ra để nói, còn thực tế tuyệt nhiên không bao giờ thấy được thầy vận dụng để học viên kiểm chứng cho cả quá trình theo học Forex. Nhà đầu tư Forex nên nhớ, chỉ có tiếp cận giá trị thật của người có kỹ năng thực sự, nhà đầu tư Forex mới có được cái nhìn tổng quan để đi đúng trên con đường đầu tư Forex mà thôi. Còn khi nhà đầu tư Forex còn chưa hiểu đánh giá được vấn đề, mà cứ đòi ném tiền vào thị thứ nhà đầu tư Forex nhận được, đó chính là đốt tiền của bản thân cho sự tin tưởng sai lầm mà chính nhà đầu tư Forex không bao giờ tưởng tượng được. Tôi chia sẻ và cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất và những vấn nạn ở trên thị trường. Cả một chặng đường đang đi chính là những chuỗi giá trị của bản thân tôi phải minh chứng, dẫn chứng ở trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá. Và bản thân chính các bạn hãy đi chậm lại để hiểu rõ về các giá trị mà các bạn còn đang thiếu sót trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải minh chứng bằng thực tế được, giao dịch không được thì sẽ không có giá trị dẫn chứng vào trong thực tế. Đó là điều hiển nhiên. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị thực tế trên thị trường và cho nhà đầu tư thấy rõ về những góc khuất trên thị trường về đầu tư Forex này. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư.